truyện ứng thiên hóa dục hậu thần thần vốn là vị thổ thần ở nước nam ta năm thần võ thứ nhất đời thánh tông vua đi chinh phạt nước chim thành tới cửa bể hoàng hải bỗng nhiên trời nổi mưa to gió lớn sóng dân cuồn cuộn xa nhìn như núi ngựa thuyền và chiến thuyền đều không thể qua bến được bèn phải cắm thuyền ở bờ biển đêm ấy mộng thấy có người con gái mặc đồ trắng quần đỏ trang điểm sơ sài không tư yếu điệu bước lên thuyền ngự mà nói rằng thiếp là tinh đất ở nước này hồn đậu ở trên cây đã lâu nay gặp lúc minh quân xuất chinh nguyện xin cùng đi theo để lập chiến công dứt lời không thấy đâu nữa vua bèn tỉnh dậy triệu tập thả hữu và các bậc kỳ túc kể lại chuyện có vị tăng thống là huệ sinh tâu rằng thần đã nói là đậu nhờ ở trên cây vậy nên cầu khẩn tất được yên bèn sai thân nhân tìm khắp các núi trên bờ ngẫu nhiên thấy một cái cây ngọn như hình người giống hệt vị thần trong mộng bèn đặt trên thuyền ngự thắp hương cầu đảo đặc hiệu là hậu thổ phu nhân trong khoảnh khắc gió yên sóng lặng hành quân vượt biển thuận lợi không lo ngại vì sóng gió nữa vua bèn lập thần từ phút chốc sóng gió lại nổi cuồn cuộn như trước huệ sinh tâu rằng ý thần không muốn ở lại bên bờ bèn về kinh sinh âm dương để cầu cho sóng bể được yên khi về tới kinh xây đền thờ ở làng an lãng tới đời trần anh tông gặp hạng hán vua sai lập đàn để cầu đảo thần bèn thác mộng cho vua nói đời này có vua câu mang có phép làm mưa vua tỉnh dậy sai quan dân lễ quả nhiên được buổi mưa to gió lớn vua bèn sách phong cho thần làm hậu thổ đại phu nhân đời đời gia phong vì nghĩ thần có công với dân Triều Trần lại phong làm ứng thiên hậu thổ thần kỳ nguyên quân. Phàm Tiết Lập Xuân đều mang thổ ngưu nộp ở dưới đền, tới nay đã thành tục lệ. Chú thích Thổ ngưu tức Xuân ngưu lấy đất nặng thành hình con trâu để tế thần vào mùa xuân. Đọc tiếp